hôm nay theo tin online, ông sư Trăng Quang không như mỗi ngày, bên kia đang xem không cho giảng bài. Vì ở bên giáo hội Phật giáo, người ta đang tính toán thiêu thào. Vì những cái phát ngôn của ông không được hay, gây phẫn nộ. Bao ngày qua khắp trên cả nước đang tẩy chay, đang sàng lọc, mong từ đây sẽ bớt được nhiều ma tăng. Ô đất nước hôm nay chia ra hai phe, bên phe Trăng Quang bên sư Minh Tuệ, hai bên đua nhau phân chia bảo vệ. Mà người thương nói chung là ít, còn người ghét Chúa ơi bao nhiêu. Chẳng còn ai giống Minh Tuệ sư, ôm nồi cơm không nhận tiền, nhưng đào điên biết bao thờ tu. Những lời nói trái đạo Phật nên giờ đây có kết cục ngày hôm nay. Tâm sân si thì đừng đi tu, ai hơn ta, ta lại đem lòng ghét ganh tùy. Thôi sư ơi hoàng tục luôn đi, ăn nhiều thôi vì bây giờ sư quá giàu rồi. Hôm nay chia ra hai phe, bên phe Trăng Quang bên sư Minh Tuệ, hai bên đua nhau phân chia bảo vệ. Mà người thương nói chung là ít, còn người ghét Chúa ơi bao nhiêu. Chẳng còn ai giống Minh Tuệ sư, ôm nồi cơm không nhận tiền, nhưng đào điên biết bao thờ tu. Những lời nói trái đạo Phật nên giờ đây có kết cục ngày hôm nay. Tâm sân si thì đừng đi tu, ai hơn ta, ta lại đem lòng ghét ganh tùy. Thôi sư ơi hoàng tục luôn đi, ăn nhiều thôi vì bây giờ sư quá giàu rồi. Tâm sân si thì đừng đi tu, ai hơn ta, ta lại đem lòng ghét ganh tùy. Thôi sư ơi hoàng tục luôn đi, ăn nhiều thôi vì bây giờ sư quá giàu rồi. Tình thấy sư Quang, sư đang buồn đàn khóc. Vì bên Phật giáo nghe đâu cấm sư Quang không cho mà giảng bài. Này thật thù rồi, rồi tiền đâu mua sắm
mua xe mua nhà lâu, chắc sư đang ngồi rầu vì hai năm rất lâu. Rồi tiền đâu sư có mua thêm vài miếng đất. Bà con khổ bạc khi xem clip sư Hoàng, thấy ai cũng ngào ngang. Vì khi ông giang ông ta cứ hăm hè, cứ mau mà cũng đem đất đem nhà vào chùa mau đi cúng để phước cho đời sau. Sư quá trời tào lao làm cho khắp nơi người dân không tin tưởng, không đi chùa nữa luôn. Thầy khuyên không nên hát ồ kê, kiếp sau sẽ bị cấm không cho ngồi mãi lành. Thầy kêu nếu ta có tiền nhiều không nên lấy mà tiêu, nếu tiêu là có tội phải đem cúng cho thầy. Bà con khi biết ông sư thích chăn quan, không ai còn tình tương, cầu mong Phật giáo trút sức ông luôn đi. Ông ta làm được chỉ biết buông lời xàm ngôn khiến bá tánh lánh xa không còn tin, không dám đi chùa luôn vì tại ông đó ông một con sâu không tốt phá hư cả đám rau. Còn cô bác khi xem clip sư quan, thấy ai cũng ngào ngang. Vì khi ông giang ông ta cứ hăm hè, cứ mau mà cũng dường, đem đất đem nhà vào chùa mau đi cúng để phước cho đời sau. Sư quá trời tào lao làm cho khắp nơ người dân không tin tưởng, không đi chùa nữa luôn. Thầy khuyên không nên hát ồ kê, kiếp sau sẽ bị cầm không cho ngồi mai lành. Thầy kêu nếu ta có tiền nhiều không nên lấy mà tiêu, nếu tiêu là có tội phải đem cúng cho thầy. Bà con khi biết ông sư thích chăn quan, không ai còn tình tương, cầu mong Phật giáo trút sức ông luôn đi. Ông ta làm được gì chỉ biết buông lời xàm ngôn khiến bá tánh lánh xa không còn tin, không dám đi chùa luôn vì tại ông đó ông một con sâu không tốt phá hư cả đám rau. Chỉ biết buông lời xàm ngôn khiến bá tánh lánh xa không còn tin, không dám đi chùa luôn vì tại ông đó ông một con sâu không tốt phá hư cả đám rau. Tuệ giả thích chăn quan, điều là sư nhưng khác hoàn toàn. Khi
khi một người thì ai cũng mến, ông kia thì ai cũng phải than. Sư Minh Tuệ ăn bữa cơm chay rồi lại đi rong ruổi một ngày, chỉ ngủ ngồi và hay hành khất, không nhận tiền chỉ nhận đồ chay. Tôi nghe rằng sư Thích Chăn Quang dặn thường đi ăn uống đàng hoàng, thích cúng dường và ham vật chất, sư luôn ngồi xế hộp thật sang. Sư Minh Tuệ không có sân si, dù là ai muốn nói câu gì, không hằn thù thiệt hơn được mặt, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Khi nghe về sư Thích Chăn Quang là người ta bỗng thấy bàng hoàng, khuyên mọi người nhà xe vật chất, đem vô chùa phước lành mình mang. Người ơi nhớ cho, đời trăng ai cũng chỉ coi tạm, sống thật thà trời thương giặc quỷ, sống lông lừa gánh nghiệp mình mang. Rằng sư Thích Chăn Quang dặn thường đi ăn uống đàng hoàng, thích cúng dường và ham vật chất, sư luôn ngồi xế hộp thật sang. Sư Minh Tuệ không có sân si, dù là ai muốn nói câu gì, không hằn thù thiệt hơn được mặt, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Khi nghe về sư Thích Chăn Quang là người ta bỗng thấy bàng hoàng, khuyên mọi người nhà sẽ vật chất, đem vô chùa phước lành mình mang. Người ơi nhớ cho, đời trăng ai cũng chỉ coi tạm, sống thật thà trời thương giặc quỷ, sống lóc lừa gánh nghiệp mình mang. Sống thật thà trời thương vật quỷ, sống lóc lừa gánh nghiệp mình mang. Cất bước có một mình lặng lội,
ăn uống thì sự sinh. Tiền thì sự chẳng lấy, khi ăn thì khắc thật, đêm về ngủ trong hang. Sự bước đi trên người có gì, chỉ manh vài sự che nắng che thân. Lấy nồi cơm sư đem làm y bạc, áo sư mặc sư nhặt vải sư may. Có những đêm sư ngồi trong hốc đá, cơn mưa rào đã ướt đẫm người sư. Sư quyết tâm tu tập nên chẳng nghĩ ước khổ gì, đó cũng là ngoại thân. Rồi nhiều năm trôi qua, mọi người yêu thương sư, yêu sư vì tính nết hiền từ. Giờ đến cả thế giới, bao người cùng yêu sư, bởi vì tình từ bi. Phật dạy ta nên nhớ, sống vì mình vì đời, đâu đã rồi hơn thua. Người giàu sang cũng chết, giống như kẻ cơ hàng, xin đời đừng hơn thua. Anh vài sư che nắng che thân, lấy nồi cơm sư đem làm y bạc, áo sư mặc sư nhặt vải sư may. Có những đêm sư ngồi trong hốc đá, cơn mưa rào đã ướt đẫm người sư. Sư quyết tâm tu tập nên chẳng nghĩ ước khô gì, đó cũng là ngoại thân. Rồi nhiều năm trôi qua, mọi người yêu thương sư, yêu sư vì tính nết hiền từ. Giờ đến cả thế giới, bao người cùng yêu sư, bởi vì tình từ bi. Phật dạy ta nên nhớ, sống vì mình vì đời, đâu đã rồi hơn thua. Người giàu sang cũng chết, giống như kẻ cơ hàng, xin đời đừng hơn thua. Người giàu sang cũng chết, giống như kẻ cơ hàng, xin đời đừng hơn thua.
Thích Minh Tuệ ăn tu không ai thấy. Sư tu đã nhiều năm từ Bắc vô trong này, bà con rất thương thầy. Thầy tôi người chẳng muốn nổi danh và nổi tiếng, thầy chỉ muốn yên tu. Thế mà dù tập bờ quay phim chiều đến sáng, như thế sao thầy tu? Cô bác ngỡ gần xa người thường sư Minh Tuệ, vì ông tu chăng chinh. Trên tay chỉ nồi cơm rồi bước chăn bộ hành, đời cho thế ông dùng. Đồ ăn thì xử lấy, ngày ăn chỉ một buổi mà ăn cũng không no. Áo quần sư tự mai nhặt ven đường gom góp, người mài áo cho mình. Tại sao sư lại muốn đi vô rừng ăn tu ăn danh? Tại cô bác gần xa cũng chạy theo làm gây rối trật tự. Thầy tu người chỉ muốn nở yên tình, mà sư có đâu giờ nở chốn rừng sâu là một nơi tịnh tâm để tu hành. Thương lắm những nhà sư giờ đây không có thầy, phải lang thang khắp xứ. Có sư đến từ Nam vừa ra tới nơi này, tìm không thấy sư thầy. Bà con đừng lo lắng, thầy ta người chỉ muốn tinh tâm để yên tu. Nhớ lời sư thường khuyên, thương yêu mẹ cha nhé, mẹ cha nhất trên đời. Xưa
tớ nợ này tìm không thấy sư thầy. Bà con đừng lo lắng, thầy ta người chỉ muốn tinh tâm để yên tu. Nhớ lời sư thường khuyên, thương yêu mẹ cha nhé, mẹ cha nhất trên đời. Nhớ lời sư thường khuyên, thương yêu mẹ cha nhé, mẹ cha nhất trên đời. Chốn dương gian bao năm trường, không sân si hận ghen, không hề quán trách chi ai. Sự tu chi ước muốn đời không ganh ghét nhau, mà sao bao năm cố gắng nay chưa thành. Không ham lời danh, mỗi bước chân sư đi du hành. Ai cho cơm thì ăn, cho vật chất sư chẳng lấy. Sư đang cố gắng lắm mà sao nay vẫn chưa, vì dân gian này sao lắm người hơn thua. Ngày mà người rời bước đi, sư đã nguyện đời này dâng cho Phật A Di. Sư cố gắng chăm lo học đạo. Sư không ham lời danh, người bước đi đôi chân đã chai, sống như kiếp ăn mài lòng an nhiên. Phật dạy người đừng ghét ganh, bao kiếp người này được bao lâu. Đời nay ta chứ sân si lối đi mịt mù. Lời danh hơn thua rồi sao, ngày chết đi ta cũng giống nhau, cùng một đống tro tàn đều như nhau. Chân thầy đi khắp chốn dương gian bao năm trường, không sân si hận ghen, không hề quán trách chi ai. Sự tu chi ước muốn đời không ganh ghét nhau, mà sao bao năm cố gắng nay chưa thành. Không ham lời danh, mỗi bước chân sư đi du hành. Ai cho cơm thì ăn, cho vật chất sư chẳng lấy. Sư đang cố gắng lắm mà sao nay vẫn chưa, vì dân gian này sao lắm người hơn thua. Ngày mà người rời bước đi, sư đã nguyện đời này dâng cho Phật A Di. Sư cố gắng chăm lo học đạo. Sư không ham lời danh, người bước đi đôi chân đã chai, sống như kiếp ăn mài lòng an nhiên. Phật dạy người đừng ghét ganh, bơ kiếp người này được bao lâu. Đời nay ta chứ sân si lối đi mịt mù.
lời danh hơn thua rồi sao? Ngày chết đi ta cũng giống nhau, cùng một đống tro tàn đều như nhau. Phật dạy người đừng ghét ganh, bơ kiếp người này được bao lâu? Đời nay ta cứ sân si lối đi mịt mù. Lời danh hơn thua rồi sao? Ngày chết đi ta cũng giống nhau, cùng một đống tro tàn đều như nhau. Thank you.
sự không tranh giành danh lợi với ai. Nhưng sao có người buông lời rồi khinh khi, người đi chỉ muốn giúp cho đời, truyền đi Phật pháp đến muôn người già nhận sinh. Để lang thang người khắp thực xin ăn cơm chay qua ngày, đêm một mình không ai, nhà hoang là chỗ để cho người tịnh tâm và nghỉ sáng, thức dậy thì sư đi. Người dân sư bước đến bà con ra đón, khi sư về làng mọi người đều thương sư, đó là chuyện đáng thôi. Mọi người nhìn sư đi danh lời, sư nào có người dành thời gian giúp chúng sanh, yêu quý thương thầy, đó là chuyện thường thôi. Người dành thời gian tu đạo giúp chúng sanh, yêu quý thương thầy, đó là chuyện thường. Trên đất Gia Lai, một nhà sư tên Thích Minh Tuệ. Ông du hành về thăm nhà cũ, đến nơi này ông tạm nghỉ chân. Vô căn nhà vạch lá đơn sơ, tạm nghỉ chân sáng sớm lên đường. Nhưng nơi này nhìn yên bình qua, sư Minh Tề tu tập tại đây. Tuy ngôi nhà vạch lá đơn sơ, chỉ mái tôn che nắng trên đầu, nhưng bao người khắp nơi tìm đến, xin một lần bái lại nhà sư. Nhưng sư được chỉ mấy hôm thôi, rồi bà con kêu đến càng nhiều. Sư Minh Tề vì muốn lăng tranh, thêm một lần ông lại ăn tu. Tôi vang lại mấy chú quay phim, để thầy tôi yên ổn tu hành. Cứ nơi nào thầy tôi vừa đến, quay đêm ngày sau mà thầy tu. Bà con khắp nơi thật lòng ta nếu có thương thầy, không quấy rầy thầy tu hành nhé, đó cũng là thương thầy người ơi. Thank you.
Tuy ngôi nhà vẫn là đơn sơ, chỉ mái tôn che nắng trên đầu, nhưng bao người khắp nơi tìm đến xin một lần bái lại nhà sư. Nhưng sư được chỉ mấy hôm thôi, rồi bà con kéo đến càng nhiều. Sư Minh Tề vì muôn lăng tranh, thêm một lần ông lại ăn tu. Tôi vang lại mấy chú quay phim, để thầy tôi yên ổn tu hành. Cứ nơi nào thầy tôi vừa đến, quay đêm ngày sao mà thầy tu. Bà con khắp nơi, thật lòng ta nếu có thương thầy, không quấy rầy thầy tu hành nhé, đó cũng là thương thầy người ơi. Không quấy rầy thầy tu hành nhé, đó cũng là thương thầy người chẳng đi khắp muôn nơi. Thầy chỉ ăn một bữa mỗi ngày, tài sư thầy cầm cái bình bạc, không nhận tiền chỉ nhận đồ ăn. Không xưng thầy mà chỉ xưng con, kể đời ai thương ghét không màng. Đêm thì tìm nhà hoang vách đá, sống không mang danh lợi phồn hoa. Bao nhiêu người cùng kính yêu thương, kẻ thì săn si giới xem thường. Không nhận tiền xàm ngôn không có, lý do gì ghét thầy người ơi. Tu bây giờ sung sướng như tiên, toàn là tu kinh tế tu tiền. Tu bây giờ chỉ mong nổi tiếng, để kêu gọi cũng vườn thường xuyên. Tu bây giờ chỉ thấy hăm he, nào là con sẽ xuống địa ngục. Muốn về trời chỉ có một cách, cúng dường nhiều cho chùa là xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương Thích Minh Tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền không phiền lòng ai. Bao nhiêu người cùng kinh yêu thương, kẻ thì săn si giới xem thường. Không nhận tiền xàm ngôn không có, lý do gì ghét thầy người ơi. Tu bây giờ sung sướng như tiên, toàn là tu kinh tế tu tiền. Tu bây giờ chỉ mong nổi tiếng, để kêu gọi cúng dường thường xuyên. Tu bây giờ toàn thấy hăm he, nào
nào là con sẽ xuống địa ngục. Muốn về trời chỉ có một cách, cúng dường nhiều cho chùa là xong. Vì sao khắp nơi nhiều người yêu thương Thích Minh Tuệ? Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền, không làm phiền ai. Đơn giản là thầy tu chân chính, không nhân tiền, không làm phiền ai. Đơn giản là thầy tu chân chính, không